đồ cho chị em nhân chén. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các anh các chị về cái máy đọc thẻ thông minh song ngữ này nha. Đó thì song ngữ này nó sẽ có vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt luôn nha mấy chị. Đó thì khi anh các chị mua là sẽ có một cái hộp như này. Và trong một hộp như này thì nó sẽ có một cái máy đọc thẻ. Đây là cái máy đọc thẻ. Và ở bên dưới này nó sẽ có một cái tờ giấy để đây là cái tờ giấy hướng dẫn cho các anh các chị cách sử dụng. Đó, một mặt tiếng Anh và ở đây là một mặt tiếng Việt nha. Đó, và cái máy này là dùng bằng dây sạc nha mấy chị. Đây là dây sạc, rất là tiện lợi luôn. Đó, đây, còn đây là kết cấu của cái máy. Cái máy này thì nó có cái hình rất là dễ thương luôn. Ở đằng sau là một cái loa rất là to. Và ở trên này sẽ là nút khởi động. Ở đây là nút sạc nè. Đó, cái đồ để gắm sạc vô mấy anh chị. Còn đây là cái khi mà mình gắm những cái chủ đề này vô trong chỗ đây là chỗ gắm chủ đề vô nè. Đó, thì cái đây là đọc lại. Ê, cái này là phát to lên, to nhỏ. Còn cái này sẽ là lặp lại cái từ đó. Đó, và trong một cái trong một bộ thì nó sẽ có bốn chủ đề nha má mấy chị. Đây, nó sẽ có bốn chủ đề. Và một chủ đề thì nó sẽ có rất là nhiều. Bốn chủ đề thì nó có tới tổng anh, nó có rất là nhiều chủ đề luôn. Gia đình nè. Đó, gia đình nè, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục. Đó, về tự nhiên. Đó, một màu thì nó có tầm tới 4 chủ đề lần mấy mấy chị. Đây, cùng ở đây là động vật. Đó, rất là nhiều luôn nha. Về một mặt á, một cái tờ này thì nó sẽ có hai mặt nha mấy mấy chị. Đó, nó sẽ có hai mặt, mặt rất là tiện luôn. Đây, còn ở đây sẽ là phương tiện nè. Còn đây là thực phẩm. Đó, thì cái máy này nó rất là tiện ích cho các bé luôn á mấy em mấy chị. Đó, cho các bé như vậy vừa học vừa chơi. Và cũng như là dạy cho bé cách đọc. Và cũng như là cho các bé tăng cái cách nè các bé nghe. Đó, rất là thú vị luôn nha. Đây thì bây giờ em sẽ test cho các chị xem cái máy này nha. Đây là nút mở nguồn lên. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đó, bây giờ em sẽ thử đầu tiên nha. Đây là cái chỗ để mình đưa về nè. Mời cắm thẻ lại. Mời cắm thẻ lại. Ủa sao vậy? Mời cắm thẻ lại. Father. Em bị ngược. Đây. Đây thì bây giờ em sẽ khởi động cái máy này lên và test cho các anh các chị xem nha. Đây là cái nút khởi động on off nè. Còn đây là nút sạc. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đó, thì khi mà mình ái lại thì mình sẽ để nguồn như vậy. Rồi mình cắm vô như thế này. Đó, đó là trước tiên là nó sẽ đọc vào tiếng Việt. Và sau đó thì nó sẽ đọc vào tiếng Anh. Còn đây là tăng âm lượng và dặn nhỏ âm lượng lại á. Đó, cứ tăng nhỏ tăng nhỏ. Còn đây sẽ là lặp lại nè. Đó, tăng lên. Đó, nó sẽ đọc tiếng Việt xong rồi nó sẽ đọc tiếng Anh. Đó. Này rồi qua một mặt tiếp theo nè. Đó, rất là tiện luôn á mấy em mấy chị. Đó, một mặt nó có tận một miếng, nó có hai mặt, rất là tiện luôn. Ông nội. Grandfather. Ông nội. Grandfather. Đó thì cái này vừa dạy cho các bé cách đọc cũng như là họ dạy cho các bé cách nghe á mấy chị. Sister. Đó, rất là tiện lợi luôn nha.
Đó, một cái máy này thì nó chỉ có 225.000 thôi, rất là rẻ luôn á mấy chị. Nó có hai màu là màu xanh và màu hồng. Đó nên là mấy chị thích mẫu này thì cứ liên hệ vào fanpage bên em. Đó, liên hệ vào fanpage bên em sẽ có nhân viên bên em chat tin nhắn cho các chị nha. Đó, bên em chat tin nhắn 24/24 luôn. Nên là mấy chị thích mẫu này á thì nhắn tin bên em hoặc là có thể tới số 64 Nguyễn Trãi Nha Trang để mình được mua hàng nha. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Tạm biệt.